Hồng ra. Nó luyện thiên linh cái nó hại trong này không ra được. Không ra được. Không phải nói nhiều. Nhà đất nước Việt Nam này.
Cô lại là phụ nữ sao ạ? Ôi xin mời đi cô là xin mời đi cô là xin Hôm bà nè chi mà đi khô mô chút mà nè à Đúng rồi Ôi xin mời đi cô là xin mời đi cô chút mà nè à Dạ đúng rồi Con là người phụ nữ mà kiếp trước con còn bây giờ nào có độ tử của thầy của thái tử của ta đi xuống đây nghe chưa dạ. Ai đi đàn phật con ráng mạnh mẽ búng tóc vào búng tóc ra thì là thái tử của ta là gì đà không bị chi à không mà đi chi à ta cho một cái hành pháp con nha Mẹ ơi con hôm nay đã được nhìn thấy mẹ rồi đây con thật sự không biết được rằng con đã được nhìn thấy mẹ ở đây A Di Đà Phật xin A Di Đà Phật không biết phô mê nào Phật biết phô mê này Phật Ô xí mà đi phô mô xí mà đi à Phô mì khó mì phô mì phá khí khô mà xí phá Cho con đi theo về Phật nha Về Đức Phật cho nên không có Chào bồ thí Amen Nghe chưa? Phải chữ là A-di-đà Phật Niệm mô A-di-đà Phật Hiểu chưa? Niệm mô A-di-đà Phật A-di-đà Phật A di đà 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 Phật về cõi Phật cõi tiên cõi thánh cõi thần nó uy nghi cho con và niệm chữ A di đà Phật là tự tâm mình xuất ra còn khi mà Nam mô A di đà Phật mình đảnh lễ Phật mình kêu đến Phật mình đảnh lễ thì con niệm Nam mô A di đà A di đà Phật xuất từ tâm Phật mà ra thì niệm chữ A di đà A di đà Phật A di đà A di đà Phật 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 cho tâm nó con thanh nhàn thảnh thơi nghe chưa hàng ngày cầu khấn Phật trời ban cho con hiểu chưa cho nên là cảm niệm chữ A di đà Phật thì tâm con lại nhẹ nhàng bấy nhiêu và mắt con sẽ nhìn thấy tương lai đời sau của con nha nha hiểu chưa cho nên niệm chữ A di đà Phật nha Yeah. Ăn cơm cũng phải là niệm Phật 10 câu rồi mới được bưng bát cơm ăn. Yeah. Nghe chưa? Chắp tay niệm Phật A Di Đà Phật. 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 Chứng tâm lòng con trẻ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin được phép ăn cơm. Thế nha, yeah. là niệm chữ A Di Đà Phật để mình ăn, con nó khỏe ha. Yeah. Rồi nó bây giờ mới mọc khỏe ra và nó không bị cơ hành nữa nghe chưa? Yeah.
rồi đủ duyên đủ pháp là ngài sẽ cho mình cái đi ra cứu dân, cứu đời, cứu người hoạn loạn cũng như mình để làm việc nghe chưa. Niệm chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu
nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thượng Bồ Tát đạo. A Di Đà Phật. Tâm tháo cái dây xích này ra. Hai bàn tay này con ngửa ra thì cha đâu cho phép con vào đến đây, cho nên con phải úp vào đi mà cầu nguyện Đức Phật Đà chứng tâm. Lòng con thì phải tỏa ước mong nguyện cầu đến Đức Như Lai độ trì, độ cho con dưới thế trần được tâm an lành và được theo về Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Diệu Cung Diệu Chỉ Kim Mẫu Đỏ thường cho con. A Di Đà Phật, núi non xin cầu nguyện cho tên con là gì? Xưng tên là con tên gì? Con Lê Hồng Thắng. Con dạ, lấy con Lê Hồng Thắng, vật được chuyển duyên được theo Đức Phật A Di Đà. Con xin được chuyển duyên. Con xin được chuyển duyên theo Đức Phật A Di Đà. Con xin được chuyển duyên theo Đức Phật A Di Đà. Hàng ngày con niệm 108 hạt. A Di Đà Phật, sáng trưa chiều tối trước khi ăn cơm phải niệm 108 hạt A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nha, phải dùng cái hạt như ly của người 108 hạt trước khi ăn cơm, niệm 108 hạt rồi mới được ăn, để theo Đức Phật Đà dẫn bước làm đường cho mình đi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sáng mai Phật thì có người chờ thả ác nhân bộ. Chẳng bạc phố mi ác xin bảo thả. Xin phong phai khi nghe phải chế mà xin phố mà xin là ác xin bộ. Phong khi phỏ phí chào thì cho mạch phỏ nhị phỏ xin phỏ mì ác xin bộ. Xin phỏ mì má xin phỏ phá xin cho bà khi phỏ khi phỏ mi sở khi cho. Cho nói chuyện giáo được về A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi tỉnh táo rồi chưa? Nghe thấy gió và nghe thấy trời, nghe thấy mẹ kêu hàng ngày để chỉ giáo cho con tên là họ tên. Tên gì? Lê Thị Hồng Thắm. Lê Thị Hồng Thắm. Đi nước nước của con Tông. Ở đâu? Ở đâu đến đây? Quê ở đâu? Quê ở Đồng Tháp. Tỉnh tâm chưa? Tỉnh tâm chưa? Nhẹ chưa? Buông tay ra. Mở mắt ra. Niệm A Di Đà 10 lần coi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Không được đeo vòng. Đức Phật không cho đeo vòng. Cái này cất đi để tìm kỷ niệm nha. Chỉ được đeo một cái dây này duy nhất nha. Cái đất này là cái này là thánh giữ cho nha. Và Phật chỉ cho chứ không được đeo vòng tay nha. Để xả nghiệp xả căn cho mình trong vòng 100 ngày nha. Niệm mỗi một ngày bữa ba bữa ăn cơm là niệm A Di Đà 108 hàng 100 ngày nha. Không được đeo vòng mà trước khi ăn cơm phải niệm như thế để trừ căn mạng của mình và diệt trong cái tâm của mình và diệt trong cái người mình đang có những cái khẩu phần gì không đúng với cả lương tri của mình, với tâm niệm của mình thì mình niệm A Di Đà để đẩy đi nhá. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 con chắp tay con lạy Phật, con chắp tay con lạy Phật, Phật độ cho con, Phật độ cho con, Lê Thị Thẩm Thắm, Lê Thị Thẩm Thắm, sinh năm bao nhiêu? Năm 77. Con sinh năm 1977. Phải đọc rõ của con sinh năm 1977. 1977. 1977. Chứ còn không nói rằng là 1957 là không được. 1977. À, 1977. 1977. Lại nói sai rồi. Con sinh năm 1977. Con sinh 1977. Con sinh năm. Con sinh năm. Con sinh năm 77. Con sinh năm 1977. Lại đọc sai rồi. Con sinh năm 1977. Đọc lại. Con sinh 1000. Con sinh năm. Một. Con sinh năm. Một năm. Con sinh năm 1977. Đấy sai rồi. Bối từ năm. Con sinh năm. Con, đọc. Con sinh năm 1977. Ờ đúng rồi, đọc tiếp lại cho nó chuẩn xác. Con sinh năm 1977. Đấy, lại sai. Con sinh năm 1977. Đọc cho nó chuẩn, đúng thì mới về căn duyên của mình được. Con sinh năm. Con sinh năm 1977. Đó, thì mới về hiện tại. Chứ còn sinh năm 1977 là từ đời thổ nào rồi. Về đây không nhận đến giá mình, căn mình chuyên mình không về được, không nhận được. Cho nên bây giờ con phải đọc chính xác, con cầu ở đâu con xin, phải cái điều nào con xin phải chính xác cái tên tuổi của mình. Con sinh năm 1977. Con sinh năm 1977. Đó, đấy nha. Thế cho nên thì cái căn duyên của mình, cái người độ mạng cho mình mới về đúng chủ, đúng căn duyên của mình thì mới độ cho mình không bị vất vưởng, không bị đầy đọa xa, cứ đi tìm đường ở đâu không thấy, không thấy cái căn duyên của mình và không thấy cái xác và phàm của mình đâu hết cả. Bây giờ mình phải đọc đúng là con sinh năm 1977, Lê Thị Hồng Thắm. Đó, tên, đọc tên trước. Con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm, sinh năm 1900 năm 77. Đấy, 7, đừng có kêu năm 77, là năm 77 không có ở đâu mà nó tài và nó về cái trên cái thế khác rồi. Thế nên bây giờ phải về cái hiện tại của mình, chính xác đọc tên năm, tên tháng luôn. Con sinh, con tên Lê. Con Lê Thị Hồng Thắm, sinh 1977. Đúng, thế nhá, cứ thế mà luyện mà tập đọc nghe chưa? Chính xác mà, đọc lại. Con Lê Thị Hồng Thắm, sinh 1900. Sinh năm. Sinh một năm. Sinh năm. Sinh năm 1900 năm. Đã, bỏ cái chỗ nào, tên đọc tên lại. Con bây giờ như kiểu bắt đầu vào vỡ lòng, vỡ mồm lớp 1, lớp 2, lớp 3 để mà mẹ cha để cho mình đến kỳ đây này.
là mình phải giải thoát được, mình phải được đúng tên đúng tuổi. Con tên Lê Thị Hồng Thắm, sinh 1900, sinh năm nói sinh năm 1900 năm. Đấy, lại sai rồi. Đọc lại. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1900, sinh năm 1977. Sinh năm 1977. Đó, lại đọc sai rồi. Cho nên cái chữ năm mới vào là mình xin ở đâu cũng không đúng căn duyên của mình. Nó sẽ nạp cái linh hồn của mình nha. Nạp cái linh hồn của mình không có về chủ đúng cái linh hồn của mình. Và cái vía của mình nó không về. Cho nên nó cứ bị Sinh năm 1977. Bỏ số 5. Sinh năm 1977. Đúng, thế cho nên là về tập về luyện đi nghe, bỏ chữ năm đi nha. Để sinh năm nè, bắt đầu sinh năm. Sinh năm 1977. A Di Đà Phật. Ngài vẫn chưa thấy về hiện tại của mình được. Thì xin lại đi. Xin lại tên tuổi mình đi. Con là Lê Thị Hồng Thắm. Sinh năm 1957. Đó, thấy không? Vẫn còn nợ, vẫn còn sai không được. Cho nên là chưa về được, cho nên ngài chưa thể nào mà tiếp được cái linh ứng của mình được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con ở đây thì học thấm. Sinh năm 1977. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi sinh năm mùa lại, đọc lại. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh năm 1977. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi con sinh năm bao nhiêu? Con sinh năm. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh năm 1977. Đấy, vẫn còn sai thì chưa thể nào mà ngài vẫn cho được thoát được. 1977. Đọc lại, bây giờ phải đọc lại cái luyện, cái trong cái khẩu mình đúng về cái căn duyên của mình thì mới nhận ra là cái trí tuệ và cái khẩu mình và cái nhãn của mình và cái thân xác mình mới về đúng căn duyên. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con là Lê Thị Hồng Thắm. Sinh năm 1977. Sinh năm phải nói là chữ năm vào đó. Sinh năm 1977. Đọc lại, đọc thuộc thì thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Con ở đây thì làm thắm. Sinh năm 1977. Lại sai rồi. Cho nên đọc cái đó cho nên nó khổ vậy á, cho nên không chưa thoát được nghe. Chưa thoát được cho nên là bây giờ con phải đọc thông được 10 từ mà chuẩn được cái từ đó thì lúc bấy giờ ngài mới bốc đi cái linh căn cũ của con thì mới lên thiên được, thì bao giờ còn lại cái thân xác của mình và mình ở dưới tu tập để cho nó hành đạo hàng ngày hàng tháng nha. Đọc lại, trí mình phải khai mở ra, cái trí mình phải nhớ nói chuẩn, đọc chuẩn chính xác. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con ở đây thì học thắm. Sinh năm 1977. Đó, lại sai rồi. A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật. Lê Thị Hồng Thắm. Con Lê Thị Học Thắm. Sinh năm 1977. 1977. Đó, 77. Đó, sinh năm 1977. Nó đọc lại. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1900. Sinh năm 1977. Rồi, đọc tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1957. Ok, chứ lại cứ khổ vậy mà chưa thì nào giải thoát được cái thân thể của mình luôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái trí của mình phải mở ra, cái trí óc mình phải mở ra để mà mình nhận đúng căn duyên của mình. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con là Lê Thị Hồng Thắm. Sinh năm 1000
977. Đúng rồi, đọc tiếp lại. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Đúng rồi, đọc tiếp lại 10 lần. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Sai một lần nữa rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh 1977. Đúng rồi, thêm chữ năm vào nữa là đủ, là con sinh năm 1977. Đó, đọc lại. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh 1977. Bỏ số 5. 77. Rồi, con xin đọc lại. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Đúng rồi, đọc tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh 1977. Sai rồi, cứ tiếp như thế thì đời nào con về được cái cõi của con được. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cái thanh tâm của mình cho nó được chuẩn vào. Con sinh 1977. Bỏ chữ năm đi. Con là Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. 77. Đó, con đọc rõ ràng rành mạch như thế. Dễ. Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Thế sinh năm 77 không ai hiểu cái chữ năm 77 ở đâu hết. Cho nên con đọc sai, cho nên cái căn duyên, cái trí của con không về, mà cái hồn của con nó nạc đi, cho nên là cứ bị đầy. A Di Đà Phật, đọc chuẩn. Khai trí huệ của mình ra, mình đọc cho chuẩn nha. A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Đúng. Đọc tiếp lại. Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. A Di Đà Phật, con A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Rồi, đọc tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1977. Bỏ số 5. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con là Lê Thị Hồng Thắm, Sinh năm 1977. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh năm 1977. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh năm 1977. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. Đó, lại đọc sai rồi. Bỏ số 5 đi, đừng có đem số 5 vô. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. Đúng rồi. A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con Lê Thị Hồng Thắm, Sinh 1977. Đại sai rồi, đừng đọc vội, chí mình phải luyện đúng khẩu đúng nghiệp của mình.
thì mới ra được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con lên hệ học thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lên hệ học thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Hồng Thắm sinh 1977. Không đọc nữa. Không đọc nữa. Sao đọc hoài vậy? Nhận ra tính thì chính tên mình chưa? Sinh năm bao nhiêu đọc lại? Không đọc. Không đọc nữa. Đọc và chính tên thì mới ra được tên. Không có đọc nữa. Không đọc nữa. Không đọc nữa. Không có đọc nữa. Cái này là do sai nha. Ô xin mình đi câu ta. Đọc tại sao lại con lại không nghe là ta vậy? Ra mới được tên tuổi mình nha. Ô xin mình đi câu là xin mình đọc. Ô mày đi mày 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 Ô xin mê nico mala 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 xin. Tại sao vậy? Tại sao đọc hoài vậy? Tên tuổi của mình lại đọc hoài vậy hả? Phải nhìn nhận ra cái giả cái thật chứ con. Tại sao con nghe lời ai vậy hả? Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Giêsu Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an vui thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng tôn Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Đấng Thánh, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Có Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khăn. Chúa ngự bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Tỉnh dậy. Hãy tỉnh lại đây con. Biết con là ai chưa mà con đi giờ làm gì vậy à? Nếu mà cha mẹ thật không bao giờ là không biết tên con cái, cả tên giả đến tên thật là cha biết hết. Tại sao vậy? Tại sao cái lời nói của con không nghe đi sai đường vậy hả? Con không có mạnh mẽ một chút nào hết vậy? Đi sai đường mà con còn không biết nữa. Hôm nay con nguyện nhìn cha cả sáng rước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con lương hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước kém nhiều, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ man. Hôm nay con dùng cái sức mạnh từ nơi cha của con. Con không bao giờ để nó khống chế được con đâu. Lời nói ta đây không phải là từ đâu ra mà từ bề trên. Không có ai dám lộng hành nơi đây mà làm điều tàn độc. Hai người có số tội bà là phải nộp. Vô đây đi, vô đây nhập vào xác ta đi, rồi thấy cái cảnh ha. Hài quá đi à, hài được ta không hả? Con quỷ Satan kia, Lucifer kia, ngươi nghĩ ta là ai hả? Ta tiêu diệt ngươi đó, Lucifer à, giả à. Giả được sao? Trước kia ngươi là thiên thần sa ngã đã đạp đổ ngươi và ngươi đã trở thành con quỷ Satan rồi. Không bao giờ làm điều tàn độc và ở trần gian này đâu. Ta sẽ tiêu diệt người tới cùng đó của quỷ Satan à. Con cảm ơn cha vì cha đã cho con một cái sức mạnh này để con chiến đấu với con quỷ Satan tới cùng, không để cho nó lộng hành nơi đây đâu.
Không bao giờ để cho nó lộng hành được đâu. Cha của con ơi, cha đã tạo dựng nên con người để rồi con người phải xúc phạm, chà đạp, coi thường lẫn nhau, không có một cái gì cả. Xin mời tất cả ra ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta chỉ có cha trời mẹ đất thôi, không ai được đúng phạm cái xác này đâu. Các người không biết được đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại sư huynh vẫn chưa nhìn được ta là ai. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hãy cả chị em chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu tiên giả là cha là mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nói cho con tất cả cùng xe biết. Tăng này Dương Dũng Thút của ngày hôm nay cứ đăng lên cho tất cả cùng biết, cả thế giới này biết luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cả chị em của chúng ta. Nhưng mà mới có một mình muội thôi, muội đã còn dại lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thôi tất cả dừng lại, không quay nữa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Không hại được bọn ta đâu. Chưa biết bọn ta là ai đúng không? Riêng đại sư huynh còn chưa nhìn ta là ai đây. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy chị em ta thôi. Ta có cha trời mẹ đất, không ai cha mẹ đất. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đuổi ông đâu rồi, đi qua qua đây đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Viên là đến đây để nói chung là đây là cơ duyên của các nhà chữa bệnh cho từng người từng tuổi để khai căn, đó là khai căn khai khẩu cho mình để mình nhận đúng chính tâm của mình và chính tên chính tuổi mình đẻ sinh năm bao nhiêu là vào đúng tuổi, cơ mà vì là cái cơ duyên nó không đến, thế nên là thôi thì tất cả cộng đồng mạng xin được một lời nghe và một lời thấu được người trần là như vậy đấy, đôi khi cái chính mà cái tà nó vô thì không ai mà phá nổi, mà một loạt thì nói chung là mình thì bó tay. A Di Đà Phật, tất cả xin cộng đồng mạng và cho một cái điều để khuyên và gìn giữ cái tâm linh cho nó chuẩn đúng. A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn cô. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.